con xin kính nhờ ban tổ chức chuyển giúp con tới camera bên Zoom 336 ban hộ niệm hộ Nam Định nhận Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật, con xin kính mời bác Hồ câu hỏi ạ. Dạ, con xin kính nhờ ban tổ chức chuyển giúp con tới camera Nguyên Hà nhóm cộng tu Tịnh Nghiệp Tây Quy Đà Nẵng ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên quý chư tôn đức tăng ni tham gia chứng minh. Con kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Con kính thưa ban tổ chức cùng các cha các má các chư liên hữu đồng tu. Con là Hoàng Đợi, pháp danh Nhuận Pháp. Con xin thầy Tịnh Hải từ bi cho bác con một lời khuyên ạ. Bác con là Hoàng Thế Nhân, pháp danh Nhuận Ân, đang bị ung biếu cổ giai đoạn cuối. Bác con ăn chay 15 năm, chuyên niệm Phật và đi hộ niệm. Nhưng bác con chưa nắm được pháp hộ niệm. Xin thầy Tịnh Hải cho bác con lời khuyên để bác con nắm được quy luật hộ niệm. Khi mãn báo thân này, bác con có phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ạ. Dạ con nguyện pháp cúi đầu thành kính xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chuyện này hình như thấy đã được giải quyết dễ dàng trước mặt chư vị và chư vị không thấy. Nên gặp Nguyên Hà. Nguyên Hà đâu rồi? Nguyên Hà ơi, mau mau đem ban hộ niệm đến. Gặp người bác này đi. Chính Nguyên Hà sẽ giúp cho người bác này biết được cái quy luật hộ niệm như thế nào. Rõ ràng, cụ thể. Xin người bác của mình lắng nghe Nguyên Hà đi. Nguyên Hà chỉ sao mình nghe vậy đi. Mình đã đi hộ niệm mười mấy năm qua thì mình biết rằng là một lần mà đi hộ niệm cho người ta, người nào cũng có khó khăn cả, thì chính mình là một phàm phu, mình cũng sẽ gặp khó khăn trước khi xả bỏ báo thân. Nếu thực sự cái căn bệnh này là căn bệnh cuối cùng của cuộc đời này thì xin người bác này hãy chuẩn bị, nó làm khó làm dễ mình còn hơn nữa, không sao đâu nếu vững tâm. Thấy nó càng làm khó mình càng cảm ơn đi cho cái duyên mà nó làm khó này. Mình biết rằng là cái cảnh khổ sở trong cái thân nghiệp báo này đã sắp chấm dứt rồi. Mình có cái cơ duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Thay vì mình lo, mình sợ, mình buồn, mình rộn, bây giờ mình vui đi. Trong cảnh khổ này mà vui, rõ ràng một câu A-di-đà-phật biến cảnh khổ thành cảnh vui. Một câu A-di-đà-phật biến cảnh lo thành cảnh sinh sướng, biến cảnh buồn thành cảnh hoan hỷ vô cùng, biến cảnh khổ này thành khổ an vui cực lạc. Xin bà bác này, có phải là trong 15 năm qua mình đã từng đi hộ niệm người ta, mình vẫn thấy có những người bị ung thư khổ nạn vô cùng, nhưng nhờ ban hộ niệm hướng dẫn tinh thần người ta vươn lên, người ta vui vẻ, người ta chấp nhận lấy cái cảnh khổ này làm cái cơ duyên cho mình thoát khổ. Vô tình càng đau bệnh chừng nào họ càng có cái niềm tin là sắp sửa vãng sanh thành Phật rồi. Vô tình chính cái niềm tin này nó làm cho căn bệnh biến mất hồi nào. Đó là tình hãy nói về vấn đề tâm lý lành mạnh. Còn nói về Phật lực gia trì thì càng bất khả tư nghị hơn nữa. Tại sao có những người bị ung thư mà nằm trên giường than lên than xuống, than không cách nào chịu nổi, mà càng than thì càng đau, càng than thì càng khổ, càng than thì càng lăn lộn từ trên giường xuống dưới giường, đến nỗi mà than qua không bắt biết cách nào khác hơn, đành phải nhờ bác sĩ chích những mũi một phin để nằm im chịu nạn. Là do cái tinh thần của mình không biết lợi dụng cánh khổ này để mà thoát khổ. Bây giờ mời bà bác này hãy lợi dụng cái những cái
bệnh trạng của mình, mà làm cho cái nguồn vui mình sắp sửa xả bỏ cái thân xác khổ nạn mà nó đã phá hoại cái tinh thần của mình từ trong vô lượng kiếp đến đây. Bây giờ mình nói, à như vậy thì hôm nay ta biết đường đi rồi, hãy nói à chư vị ơi, ở thằng đây chủ ơi, tôi chuẩn bị về Tây Phương Cực Lạc, tôi cảm ơn chư vị giúp cho tôi đi sớm sớm đi nhé. Căn bệnh ơi, căn nghiệp ơi, giúp cho tôi đi về Tây Phương sớm sớm đi nhé. Nhiều khi thay vì mình buồn phiền mình cảm ơn, cái lòng cảm ơn này tự nhiên chư vị thấy một cơn đau, hình như nó giúp cho mình một cái nghị lực để sống, một cái niềm vui hân hoan vô cùng để niệm câu A Di Đà Phật, và một cái vọng tràn trề mình đi vãng sanh sớm hơn thiên hạ. Chư vị ơi, Phật lực gia trì, nếu người nào làm đúng như vậy gọi là chí thành chí kính, niệm Phật tha thiết được vãng sanh, nhẫn đến 10 niệm không được vãng sanh, A Di Đà Phật thề không thành Phật. Vô lượng kiếp qua chúng ta làm không được cái này, bây giờ nhờ pháp huệ niệm bày vẽ cho chúng làm cái này, xin bà bác bà má này quyết lòng niệm Phật lên, vui vẻ lên, tự nhiên chuyển tất cả những cái phiền não khổ đau thành những cái gì an vui cực lạc sung sướng. Rõ ràng pháp niệm Phật hộ niệm vãng sanh, đạo lý niệm một, thực hành vi diệu, hiệu quả thành tựu bất khả tư nghị. Mong cho bà bác này, bà má này, trong một cơ ngôi này ta chuẩn bị đi làm Phật, vui vẻ lên nhé. Niềm vui này là cả hàng ngàn viên thuốc, hàng ngàn cái thân dược giúp cho mình vượt qua tất cả các cánh khổ, mỉm cười để ra đi theo A Di Đà Phật trở về Tây Phương Cực Lạc. Mong cho tất cả chúng ta nghe những cái đạo lý mà đạo lý đơn giản này mà thực sự đã cứu không biết bao nhiêu người vãng sanh. Mong cho chư thầy giúp cho chúng con, thầy Vấn Thắng, thầy Vấn Giác, thầy Vấn tất cả chư tăng ni, giúp cho đại chúng hoan hỷ, quyết lòng giữ vững niềm tin, một đời này chúng ta trở về Tây Phương Cực Lạc, trên dưới một đời tịnh đạo. Con nói vậy đúng không thầy Vấn Thắng? Chùa Đống Cao, A Di Đà Phật. Con nói vậy đúng không thầy? Giác thảo thầy Tánh Đức, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ chính tôi cảm ơn hai thần lớn ạ. Thần là dài hơn nữa. Để cảm niệm tri ân công đức của thầy Diệu Âm Tịnh Hải đã từ bi hướng dẫn trả lời câu hỏi. Và kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng được trả lời trong buổi hội thảo hộ niệm ngày hôm nay.